Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi đã trở thành hiện thực với gia đình anh Lý Văn Chiến, dân tộc Nùng ở Bon Bùn Đơ, xã Quảng Tâm. Gia đình anh Chiến nhiều năm liền là hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, nguồn thu nhập không ổn định, nên việc xây dựng được một căn nhà kiên cố để ở là ước mơ xa vời. Cho đến khi gia đình anh được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định số 28, cộng với nguồn vốn tích cóp của gia đình và sự giúp đỡ của người thân, niềm mơ ước đã trở thành hiện thực. Trước em ở cái nhà nó cũng lụp sụp quá, thế nên là có cái hỗ trợ này em rất là vui. Với lại cái hỗ trợ và lãi suất này của bên ngân hàng thì em thấy là rất là mừng, bởi vì là cái giá, cái lãi suất của nó thì nó thấp. Chị Thị Hớt ở xã Quảng Tâm cũng là một trong những hộ nghèo, người dân tộc Mơ Nông được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28. Chị được vay 40 triệu đồng với lãi suất 3% một năm, cộng với nguồn vốn tích cóp của gia đình, chị đã xây dựng được căn nhà mới với tổng kinh phí khoảng hơn 100 triệu đồng. Hồi trước là cùng gia đình cũng khó khăn đấy, ở nhà cũng đâu có đâu, cũng mưa là cũng giọt mưa. Rồi sau này nói nhà nước mới hỗ trợ là tiền lại của nó là rẻ. Nghe nói là có 1.000 thôi, được 40 triệu, được 40 ngàn tháng mà. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuy Đức đã giải ngân cho 14 hộ vay làm nhà ở theo Nghị định số 28 với tổng số tiền trên 560 triệu đồng. Chương trình nhân văn này mở ra cơ hội mới giúp đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội an cư, nâng cao đời sống. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện giải ngân đúng đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh giao. Và trong thời gian sắp tới thì đơn vị tiếp tục cùng các phối hợp với các phòng ban chuyên môn tham mưu với ủy ban nhân dân huyện và các ủy ban nhân dân xã là tiếp tục bình xét những hộ thuộc đối tượng để làm kế hoạch để thực hiện giải ngân. Với một loạt các ưu đãi như lãi suất 3% một năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm, trong 5 năm đầu khách hàng chưa phải trả nợ gốc, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Nguồn vốn từ chương trình cho vay nhà ở theo Nghị định số 28 của Chính phủ đã giúp nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện thực hóa ước mơ về những căn nhà khang trang kiên cố, giúp họ có động lực vươn lên phát triển kinh tế.